Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 11 năm 2023, Ban tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp với Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân và Ban tuyên giáo tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền về biển đảo và tuyên truyền thu hút nguồn lực năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Đại diện cục chính trị hải quân, lữ đoàn công binh 131 hải quân, ban tuyên giáo tỉnh ủy Ninh Bình. Năm 2023, lữ đoàn công binh 131 hải quân, ban tuyên giáo tỉnh ủy hai tỉnh Ninh Bình, Lào Cai chủ động phối hợp tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền. Tổ chức thành công hội nghị tuyên truyền biển đảo, thu hút nguồn lực cho 1.100 học sinh trung học phổ thông của hai tỉnh, phát huy hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, các phương tiện thông tin đại chúng, phối hợp tổ chức 4 đoàn đại biểu của hai tỉnh Ninh Bình, Lào Cai đi thăm động viên cán bộ chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa và các đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Lữ đoàn 131 bàn giao kinh phí xây dựng 3 nhà tình nghĩa tại hai tỉnh, nhận đỡ đầu hai học sinh là con ngư dân tại tỉnh Ninh Bình. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận chia sẻ kinh nghiệm hay các giải pháp hiệu quả về tuyên truyền về biển đảo, thống nhất nội dung phối hợp tuyên truyền về biển đảo, thu hút nguồn lực trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí Thư Thường trực tỉnh ủy Vũ Xuân Cường đề nghị trong thời gian tới các cơ quan đơn vị hai tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Lữ đoàn Công binh 131 làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về tình hình biển đảo, thu hút thêm nguồn lực đề nghị Bộ Tư lệnh Hải quân tạo điều kiện cho hai tỉnh Lào Cai và Ninh Bình tổ chức các đoàn đi tham quan thực tế tại các tuyến biển đảo. Để mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về chủ quyền biển đảo, tuyên truyền, thu hút học sinh quan tâm tìm hiểu dự thi và học viện Hải quân cũng như là phối hợp trong công tác tổ chức hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ những cái gia đình còn khó khăn tại các địa phương trong tỉnh tại hội nghị, Lữ đoàn 131 và Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Lào Cai, Ninh Bình đã ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2024. Nhân dịp này, quân chủng Hải quân đã tặng bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân tiêu biểu trong công tác tuyên truyền về biển đảo, thu hút nguồn lực năm 2023.